Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. FX phiên bản mới nhất giảm giá tới 10 triệu, tin vui cho những tín đồ chơi xe. FX 1.5cc cảm hứng từ dòng xe Minh Kỳ huyền thoại, mang trong mình cái sứ mệnh nâng tầm phong cách của những người chơi xe và đưa vào trào lưu chơi xe trở thành một thú vui phổ biến, lành mạnh trong giới trẻ Việt Nam. Với những tín đồ chơi xe giờ đây lại có thêm một sự lựa chọn mới khi vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, Honda FX5cc phiên bản mới sẽ được bán ra tại triển lãm mô tô xe máy Việt Nam năm 2007. Sự thay đổi về giáp ngoài cũng như những tiện ích đi kèm khác đã thu hút không ít sự quan tâm của những người yêu dòng xe minibike này và dòng xe FX105cc nói riêng. Chiến binh đường phố là ý tưởng xuyên suốt trong thiết kế mới lần này. Chính vì thế tất cả các chi tiết trên xe dù là nhỏ nhất cũng được nhà sản xuất chú trọng để khiến chiếc FX trở nên mạnh mẽ và hiện đại hơn. Thay thế cái vẻ ngoài hiền hòa và hơi hiền ở phiên bản cũ, áo mới của mẫu xe này rất nổi bật với những đường nét gọn gàng và góc cạnh khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới bộ áo giáp của những chiến binh thực thụ. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn khéo léo tinh chỉnh lại những đường nét vuông góc cùng với trang bị hệ thống đèn LED 2 tầng đầy nam tính, mang lại cái vẻ đẹp mạnh mẽ, không nhầm lẫn vào những mẫu xe nào. Điểm tiếp theo tạo nên sự khác biệt đáng kể ở phiên bản mới lần này chính là thiết kế phần yên 2 tầng, mang đến cảm giác cho chiếc xế đúng chất là một chiếc xe phân khối lớn mạnh mẽ và thể thao. Giờ đây, những chuyến hành trình của hành khách sẽ trở nên thú vị hơn, có thể chở thêm người ngồi bạn đồng hành ở phía sau mà vẫn thấy thoải mái. Ống xả được đặt thấp và gọn gàng hơn so với bản cũ, giúp người ta không ngần ngại bất cứ địa hình nào, kể cả những con đường đông đúc hay giờ cao điểm. Hay có phần bảng đồng hồ điện tử LCD cũng với những thông số hiện đại hơn, hiển thị từ màu cam sang màu xanh, vừa nam tính lại thể thao hơn, cũng là những điểm nhấn nhỏ trong mẫu xe này, khiến khách hàng vốn những người khó tính nhất cũng hài lòng. Nhà sản xuất còn khá tinh tế hơn khi dành sự quan tâm đến hàng khách hàng đầu tiên khi muốn sở hữu xe con tay. Kết cấu cái khung dạng xương sống đơn bằng thép cộng với cái bố trí cái giá đỡ và cản sao giúp thiết kế tối giản hơn ở phần khung sườn cho chiếc xế này, đều làm tăng thêm cái khả năng điều chỉnh lực lên cái càng sau và cái giá đỡ động cơ, mang đến cái sự cân bằng hoàn hảo hơn. Dù người mới chơi hay kỳ cựu trong làng chơi xe con tay cũng đều cảm thấy rất thoải mái và tự tin khi lái chiếc xế này. Không kém phần quan trọng hơn, với thiết kế chìa khóa dạng gập được mở ra chỉ bấm vào một nút bấm rất tiện lợi, rất gọn gàng, đưa FX trở thành dòng xe đầu tiên của Honda sử dụng chìa khóa dạng này. Ngoài những thiết kế mới kể trên, FX105cc phiên bản mới tiếp tục thừa hưởng những ưu điểm của phiên bản trước đây với động cơ là 4 thì 125cc rất ổn định và kinh tế, làm mát bằng không khí, hệ thống phun xăng điện tử đi kèm hộp số 4 cấp. Phiên bản mới này được chính thức có mặt tại HIT vào ngày 11 tháng 5 với giá bán rất hợp lý là 50 triệu đồng cho tất cả các màu xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.